Chúng ta tiếp tục bài số 7 nhé. Gọi điện thoại. Gọi điện thoại này thì có một cái chủ đề ở trên YouTube. Các bạn nhớ, các bạn học nhé, các bạn search là gọi điện thoại Zin. Nó sẽ có một cái bài mà ở trong tập photo cũng không có, trong sách cũng không có, liên quan đến những cái mà liên quan đến khi mà mình lấy số điện thoại và tất cả mọi thứ của mọi người. Ok. Bài số 7, bài số 7, gọi điện thoại. Ok. Wei, Liu Jing Li zai jia ma? Chúng ta có từ zai là ở đúng không? Hoặc là đang. Thì khi mà bạn hỏi ai đó là ở đâu đó thì mình sẽ gọi zai, zai ma, zai ma. Wei, Liu Jing Li zai jia ma? Wei, Liu Jing Li zai jia ma? Alo, giám đốc Liu có ở đó không? Liu Jing Li là giám đốc Liu. Ta bu zai jia. Ta bu zai jia. Các bạn để ý tí xíu cho có từ zài ở hàm dưới và jia zài jia ta bu zài jia ta bu zài 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 bu zài jia ta bu zài jia ta shen me shi hou hui lai. Vừa mình nghe shen me shi hou là khi, khi nào. Hui lai này các bạn để ý là từ lái là đến, nhưng khi mà sử dụng thì chúng ta có là hui lai. Hui lai ta shen me shi hou hui lai. 我也不知道, 我也不知道, 我也不知道. Thì trong từ 知道 này các bạn có một từ đấy là ZH 知, 知, 知 cong ngữ lên và để có cái độ tác âm thì chúng ta phải để ngữ lên đằng sau răng 知, ok. 我也不知道. Tôi cũng không, không biết. 请他给我回个电话吧. 请他 là xin anh ta hoặc là nói với anh ta. Kể của cho tôi hủy cửa điện thoại. Hủy ở đây là về. Chúng ta có ví dụ là hủy cha, về nhà. Hủy ví dụ như hủy điện thoại thì dịch là gọi lại. Còn chúng ta có tin nhắn là gì, ai nhớ giúp em? Toàn xin. Toàn xin, đúng rồi. Vậy hủy toàn xin sẽ là trả lời tin nhắn. Hủy toàn xin. Hủy toàn xin. Xin thanh 4 đó mình nhá. Đoạn xin, khuấy đoạn xin, khuấy đoạn xin. Em đọc lại câu, ở câu 20, trang 21. 我也不知道, em cũng không biết. 请他给我回个电话. 请他给我回个电话. Các bạn để ý trong này có âm y an. Khi các bạn đọc, các bạn đọc là tiền. Tiền, chứ không đọc là tên hoa nha. Đọc là tiền. Điện thoại, ok. Chỉnh tha kế của huế cần điện thoại. Thực ra khi mà sau tiếp hàng ngày các bạn đừng đừng tiết kiệm cái câu đệm để cho nó hay được. Chỉnh tha kế của huế cần điện thoại bà. Chỉnh tha kế của huế cần điện thoại bà. Bà là nhé đấy. Chỉnh tha kế của huế cần điện thoại bà. Vậy huế toàn xin là gửi tin, tin nhắn. Của kế nỉ pha toàn xin. Fa đoạn xin là gửi, gửi tin nhắn. Của kế nỉ fa đoạn xin. Nỉ bù khuấy, bạn không trả lời. Các bạn đừng quên, khi mà làm cho ai đó cái gì nó giống cấu trúc A cân B cộng vớt vừa rồi, chúng ta có là A cậy B cộng cộng động từ. Của kế nỉ tả điện thoại. A là của cậy, B là gì? Nỉ tả điện thoại là động từ. Ủa kế nỉ tả điện thoại. Đó, ủa kế nỉ tả điện thoại. Vậy mình có là gửi tin nhắn sẽ là pha đoạn xin. Pha thanh ngang đó mình nhé. Ủa kế nỉ pha đoạn xin. Đoạn xin. Đoạn xin. Ok, ủa kế nỉ pha đoạn xin. Nỉ bù huế. Bạn không trả lời. Ỉ khăn, đã xem. Bù huế, không trả lời. Đúng không? Ỉ khăn, đã xem. Ý khăn bù huế. Bù xì khoan. Chính, chính tha kế của huế gần tiên hoa. Xin anh ấy gọi điện thoại lại cho tôi. Hỏi đó. Ok. Của đời tiên hoa hào mà sư 876543210. Phần dân, 你们注意一下
Nói chung là mọi người chú ý một tí xíu, nếu như mà trong số điện thoại mà có con số 1 á thì mọi người nhớ đọc là gì? Yao. Ok, đây là nội dung bài số 7. Ok.